Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Canh. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, Nam Mạng, trong năm 2023, năm Quý Mão. Thưa quý vị, đàn ông tuổi Canh Thìn thường thì có tính tình ngay thẳng, trung thực. Số phải xây dựng gia đình và lập nghiệp ở phương xa mới mong được ổn định và có thể có tìm được một cái hạnh phúc thật sự. Nếu mà sinh vào ban đêm thì là được mùa sinh, cuộc đời sống trong cảnh giàu sang phú quý đủ đầy. Trường hợp sinh vào mùa xuân là lá số xấu, cả đời phải sống trong cảnh lận đận vất vả. Về chuyện tình duyên thì có thể gặp nhiều cái trắc trở lận đận, khó có yên bề gia thất, và về già thì sống thọ ổn định và đông con cháu. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có lá số là Dương Nam. Người này có ngũ hành bản mệnh là Bạch Lạp Kim, có cung mệnh là cung Ly thuộc hỏa, được gọi là thứ tính chi long, có nghĩa là rồng khoan dung, có xương là xương con rồng, tướng tinh là tướng tinh con quạ, con nhà Bạch Đế trường mạng. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 thì trong năm 2023, năm Quý Mão thì không có vấn đề gì phải lo ngại. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, quý vị có thể xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những gia chủ tuổi Canh Thìn còn trẻ tuổi, mới bước chân vào cái môi trường làm việc và cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái tốc độ làm việc của mọi người, nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều người đi trước. Tình hình tài chính trong năm nay thì cũng khá là ổn định, giúp cho quý vị có thể tự tin là làm bất cứ cái việc gì mà mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm thì những người tuổi Canh Thìn thì cũng nhận được cái sự quan tâm và sự chú ý của những người khác giới. Nếu quý vị mở lòng thì có thể xây dựng được các mối quan hệ mà phát triển bền vững tốt đẹp. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm 2023 năm Quý Mão là 24 tuổi. 24 tuổi gặp sao hạn là sao Văn Hán và hạn năm là hạn Thiên La. Năm nay quý vị bị phạm cả ba cái là Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Đó, phạm cả ba đại kỵ Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Thì vậy nên là trong năm 2023 năm Quý Mão thì quý vị không nên động thổ làm nhà. Trong trường hợp quý vị muốn xây nhà thì hãy mượn tuổi khác. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 349 1119 để được tư vấn kỹ hơn về cái vấn đề này, cũng như là được tư vấn kỹ hơn về cái mệnh lý của quý vị. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian thì cứ 12 năm thì sẽ có 3 năm liên tiếp là gặp cái họa tam tai. Và khi mà gặp cái hạn tam tai ấy, thì người xưa cho rằng là trong 3 năm liên tiếp thì người gặp cái hạn tam tai này thường gặp những chuyện không may mắn, không suôn sẻ, và trong cái phần sức khỏe thì cũng không được tốt. Và cái vấn đề về tiền bạc thì hay bị thất thoát tiền bạc, công việc kinh doanh thì không được thuận lợi, và có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới trong năm 2023 năm Quý Mão này. Vậy nên là gì? Những gia chủ tuổi Canh Thìn ấy, để giảm bớt cái hạn tam tai thì quý vị nên tiến hành lễ dâng hương cúng để giải trừ tam tai, hoặc là gì, sử dụng các vật phẩm phong thủy và hạn chế sát sinh. Năm nay thì quý vị năng làm việc thiện và tu nhân tích đức. Trong 3 năm liên tiếp là năm 2022, năm 2023, năm 2024 thì đây là 3 năm liên tiếp bị phạm tam tai của những con giáp tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn. Thì với gia chủ tuổi Canh Thìn, năm nay là năm thứ 2 bị phạm tam tai. Vậy nên là gì, để hóa giải cái hạn tam tai triệt để thì quý vị hãy cần phải luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn. Cái phù này sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được cái hạn tam tai năm 2023 năm Quý Mão, cũng như là năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy, nó sẽ hóa giải cho quý vị cái hạn tam tai 3 năm liên tiếp, kèm theo đó là gì, sẽ hóa giải cho quý vị và các bạn hạn sao Văn Hán cũng như là cái hạn Thiên La. Đây là một cái linh phù chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, những hạn xấu của năm. Khi mang theo linh phù bên mình sẽ gì, mang lại được cái may mắn, được cái cát lành và có được cái tài lộc, cũng như là công việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Chúng ta xét về cái mối quan hệ địa chi thì trong năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta có Canh Thìn, Thìn là thổ, Mão là mộc, đúng không ạ? Mộc khắc thổ, như vậy là gì? Hơn nữa lại Mão và Thìn lại phạm vào cái quan hệ là lục hại, đúng không ạ? Quan hệ lục hại. Vậy nên là năm nay là vừa bị hại thái tuế, lại vừa bị thái tuế khắc. Vậy nên là những gia chủ tuổi Canh Thìn trong năm nay cái vận trình khá là kém, không được tốt, không được suôn sẻ. Trong công việc thì quý vị hay bị kẻ tiểu nhân hãm hại, ngáng đường và cản trở cái công việc của mình. Và trong cái mối quan hệ xã giao thì cũng luôn gặp nhiều trắc trở, những chuyện thị phi không đồ nó ập tới. Vậy nên là gì, trong năm 2023 năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 thì quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Cái kim bài thái tuế nó là một cái pháp khí phong thủy chuyên để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, cái vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Năm 2023 năm Quý Mão thì thái tuế tinh quân cai quản năm 2023 năm Quý Mão là ngài Bì Thời Đại Tướng Quân. Cái kim bài thái tuế nó là một cái pháp khí phong thủy, mặt trước có khắc hình lưu niên thái tuế của năm, mặt sau thì có in linh phù thái tuế và cái niên hiệu của năm. Đó, vậy nên là gì, quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được cầu được cái sự may mắn, sự bình an và được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong năm 2023 năm Quý Mão, đặc biệt là với những người tuổi Canh Thìn vừa bị hại thái tuế lại vừa bị thái tuế khắc. Đó, chúng ta xét về mối quan hệ thiên can.
Thì chúng ta có canh là thuộc kim, quý thuộc thủy. Đấy, canh gặp quý gọi là gì? Gọi là chính ấn. Trong năm 2023 năm Quý Mão thì đây là một cái năm tốt cho những gia chủ tuổi Canh Thìn, được cái thiên thời rất là tốt. Nếu mà có cơ hội tốt thì quý vị cũng cần phải nắm bắt lấy và sẽ gặt hái được nhiều cái tài lộc cũng như là cái sự phát triển tốt đang chờ quý vị ở phía trước. Trong năm 2023 năm Quý Mão thì quý vị những gia chủ tuổi Canh Thìn cũng cần phải kiêng kỵ cái tháng là tháng 9 âm lịch, là tháng Nhâm Tuất. Đó. Thì trong tháng 9 âm lịch quý vị không nên làm những việc gì lớn. Và trong những cái tháng này, trong những ngày của tháng này thì quý vị cũng cần phải đề phòng hết sức về cái chuyện thị phi cũng như là tiểu nhân tìm cách quấy phá hãm hại, khiến cho công việc của quý vị bị trắc trở và gia đình thì bất hòa. Chúng ta xét về sao chiếu mệnh năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 năm Mạng là 24 tuổi, 24 tuổi gặp sao hạn là sao Văn Hán. Sao Văn Hán là một sao mà hung tinh, là một sao xấu, nó chủ về bệnh tật. Nam nhân thì gặp sao này thì là quan trường là bất lợi, gia chủ thì bất an, điền sản thì bất vượng. Nói chung là quý vị cần phải cẩn trọng. Dù là đàn ông hay đàn bà mà gặp cái sao này thì làm ăn mọi việc đều ở mức trung bình và hay bị cái chuyện khẩu thiệt thị phi. Trong năm nay thì quý vị cũng đề phòng những cái thương tật, những cái ốm đau, bệnh tật, và quý vị luôn phải giữ mình không được để cái tính nóng nảy cũng như là những cái chuyện liên quan họa thị phi liên quan đến mồm miệng. Năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thìn khi gặp sao Văn Hán ấy, thì sẽ gặp năm nay là bị gặp tai tinh, tức là bị thưa kiện, gặp những chuyện bất lợi. Đó, đặc biệt là vào cái tháng 2 là tháng Ất Mão và tháng 8 là tháng Tân Dậu, đây là hai tháng xấu với gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Thì để hóa giải cái hạn sao Văn Hán của năm ấy thì đầu năm quý vị cần làm một cái lễ gọi là lễ nghênh sao giải hạn, dâng sao giải hạn đầu năm, để hóa giải cái vận hạn xấu của năm 2023 năm Quý Mão. Và bên cạnh đó quý vị cũng cần phải luôn nhớ là mang theo một cái phù giải hạn. Cái phù giải hạn này sẽ giúp quý vị hóa giải những cái vận hạn xấu như là hạn Văn Hán, hạn Thiên La cũng như là cái hạn Tam Tai trong năm 2023 năm Quý Mão, giúp cho quý vị có cuộc sống là ổn định bình an trong năm 2023 năm Quý Mão. Tiếp theo ta xét đến hạn năm. Hạn năm này những gia chủ tuổi Canh Thìn 24 tuổi năm Mạng thì gặp hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La khi gặp hạn này thì cái tâm lý sẽ luôn bị bất an và hay bị cái chuyện ma quỷ nó quấy phá, đặc biệt là bị những các bệnh là bệnh kỳ quái. Nói chung hiểu một cách chính xác thì cái hạn Thiên La nó chủ yếu nó liên quan về cái góc độ tinh thần, về cái trí não và về cái tâm lý của quý vị. Và gia chủ gặp cái hạn này thì thường mắc cái chứng là trầm cảm, lo âu thái quá và cảm giác là không được yên tâm, thường là nóng ruột và tinh thần là thiếu tập trung hay bị bồn chồn. Đấy, nhiều người có thể bị mất ăn mất ngủ về đêm và thường mơ thấy ác mộng. Có khi là gì? Gặp phải những cái chuyện bất hòa trong cuộc sống và gia đạo thì lục đục, thường xuyên xảy ra những cái chuyện tranh cãi ghen tuông và cái chuyện khẩu thiệt thị phi, khiến cho gia đình dẫn đến tình trạng bờ vực là tan vỡ. Đó, vậy nên là gì? Trong năm 2023 năm Quý Mão, để hóa giải triệt để cái hạn Thiên La thì quý vị cũng cần phải sử dụng một cái linh phù giải hạn. Thì cái linh phù giải hạn này nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được cái hạn, thứ nhất là hạn sao Văn Hán, thứ hai là hạn Thiên La, thứ ba là cái hạn Tam Tai, giúp cho quý vị có một năm 2023 năm Quý Mão được bình an may mắn. Đấy. Và cái phù này đã được các thầy khai quang trì chú cũng như là sẽ được xem ngày sử dụng khi quý vị thỉnh vật phẩm. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật phẩm. Và khi cái vật phẩm được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng thì nó phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, nó chia được cái tài lộc và hóa giải những cái xung sát thị phi cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cái phù giải hạn này. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã vừa xét xong cái vận hạn tổng quan của những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2023 năm Quý Mão. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem vận trình tổng quan của những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong từng tháng. Xem tháng nào tốt, tháng nào xấu và trong 12 tháng thì quý vị cần lưu ý những điều gì để có được tài lộc, có được sự may mắn và có được cái sự bình an trong cuộc sống. Tháng đầu tiên ta xét đó là tháng Giêng, là tháng Sắp Dần. Thì trong tháng Giêng gia chủ vẫn còn đang đón xuân cùng bên gia đình, cùng gia đạo trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì đây là một cái tháng mà tình cảm của các thành viên trong gia đình nó không được tốt. Vậy nên là quý vị cũng cần phải gì? Tích cực tâm sự với mọi người trong gia đình để có được cái sự cảm thông, có được cái sự chia sẻ và có sự thấu hiểu lẫn nhau. Thì từ đó cái công việc sẽ được hanh thông thuận lợi và những cái nỗi bất hòa trong cuộc sống sẽ được hóa giải. Tiếp đến là tháng 2 là tháng Ất Mão. Thì trong tháng 2 âm lịch thì cái tháng này này thì quý vị có sự tiêu pha về tiền bạc và bên cạnh đó thì sức khỏe cũng không được tốt, và đặc biệt là những cái bệnh liên quan con đường tiêu hóa trong tháng này nó cũng sẽ phát huy rất là mạnh. Do cục diện là gì? Thìn và Mão nó là lục hại. Vậy nên là quý vị cũng cần phải lưu ý về có những kẻ ngáng chân cản trở công việc của mình. Đó. Tiếp theo tháng 3 là tháng Bính Thìn. Thì trong tháng 3 thì gia đạo cũng khá là vượng, khá là tốt.
Và trong tháng này thì cũng có những người đi xa trở về trong tháng 3 âm lịch. Đó. Tiếp đến là tháng 4 là tháng Đinh Tị. Trong tháng 4 thì sức khỏe của những gia chủ trong tháng này không được tốt, có thể bị ốm đau bệnh tật hoặc là có những cái bệnh lâu ngày thì khó khỏi. Và đặc biệt trong tháng này thì có hai lưu niên Tam Môn và Cô Thần. Vậy nên là quý vị cần phải để ý đến những các bệnh nguy hiểm của mình cũng như là các sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình, vì trong tháng này rất dễ xảy ra những cái chuyện tăng tóc. Quý vị lưu ý nhé, tháng này cần phải chú ý về phần sức khỏe và đặc biệt là chú ý đến những cái người lớn tuổi trong gia đình. Đó. Tiếp đến là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Thì trong tháng 5 âm lịch, quý vị cũng cần phải lưu ý về cái chuyện di chuyển đi lại khi tham gia giao thông. Cẩn thận kẻo bị những cái tai nạn giao thông rất là nguy hiểm đến tính mạng. Đấy. Trong tháng này thì quý vị cũng có thể bị ốm đau bệnh tật. Vậy nên là quý vị cũng cần phải chăm sóc lại sức khỏe của mình. Đó. Tháng tiếp theo là tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Trong tháng 6 âm lịch thì trong tháng này là có nhiều cái tin vui trong họ hàng anh em. Đấy. Trong gia đạo là có nhiều tin vui. Có thể là việc cưới xin hỷ tín, hoặc là thêm người thêm của, hoặc là những cái khoản đầu tư từ trước thời điểm này cũng đã cho ra những cái lợi nhuận nhất định cho gia chủ tuổi Canh Thìn. Đó. Tiếp theo là tháng 7 là tháng Canh Thân. Thì trong tháng 7 âm lịch, quý vị cẩn trọng trong cái vấn đề di chuyển đi lại trên cái miền sông nước. Và trong tháng này thì là một tháng tam hợp với gia chủ. Vậy nên là trong tháng này quý vị vẫn có được cái tài lộc, vẫn có cái tài lộc và công việc sẽ được hanh thông thuận lợi do được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc sẽ được may mắn và bình an. Đó. Tuy nhiên thì trong tháng này có hai lưu niên là Tử Phù và Kiếp Sát. Vậy nên là quý vị cũng đề phòng những cái tai họa bất ngờ nó giáng tới mà quý vị không kịp trở tay. Đó. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 8 là tháng Tân Dậu. Thì trong tháng 8 âm lịch, đây là một cái tháng mà những gia chủ tuổi Canh Thìn thì cần phải chú ý đến những cái vật sắc nhọn, đặc biệt là dao kéo hoặc là gì, những cái bệnh liên quan đường tiêu hóa. Và trong tháng này có lưu niên này Tuế Phá và Thiên Hư. Vậy nên là trong tháng này quý vị cũng dễ gặp phải những chuyện thị phi. Bên cạnh đó là gì? Do cái cục diện là Thìn Dậu nhị hợp, vậy nên là những cái chuyện thị phi cũng như là cái chuyện tai ách thì đều được quý nhân tương trợ giúp đỡ và quý vị cũng sẽ hóa giải được phần nào. Đó. Tiếp đến là tháng 9 là tháng Nhâm Tuất. Thì tháng 9 là một cái tháng mà Thìn và Tuất là tương xung. Vậy nên là gì? Trong tháng này thì sức khỏe của quý vị cũng không được tốt. Cũng không được tốt, vậy nên quý vị phải hết sức đề phòng. Tháng tiếp theo là tháng 10 là tháng Quý Hợi. Trong tháng 10 âm lịch thì quý vị khi di chuyển ra bên ngoài cần phải chú ý, vì là trong tháng này có lưu niên Bạch Hổ, nó sẽ xảy ra những cái tai họa, tai nạn bất ngờ đối với các gia chủ. Đồng thời là gì? Đấy, nó xảy ra những tình trạng trộm cắp và cắp vặt. Khi quý vị tham gia giao thông thì quý vị cũng nên là mang theo ít những cái đồ đạc có giá trị và mang một số lượng tiền vừa đủ thôi, kẻo bị lừa gạt, bị cướp giật mất. Đó. Tiếp đến là ta sẽ đến tháng 11 là tháng Giáp Tý. Trong tháng này thì do được cái bộ cục diện là tam hợp thân tí thìn, vậy nên trong tháng này quý vị công việc thì sẽ lại được quý nhân giúp đỡ tương trợ và mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi trở lại. Và trong tháng này có nhiều niềm vui mới do cái người khác đưa tới, hoặc là gì, cũng có nhiều cái niềm vui do là gì, những khoản đầu tư hoặc là kinh doanh từ trước đó đã mang được cái lợi nhuận ngoài mong đợi. Đó. Tháng cuối cùng ta xét đó là tháng 12 là tháng Ất Sửu. Thì trong tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm, gia chủ tuổi Canh Thìn thì có cái sự tiêu pha tiền bạc khá là lớn do liên niên điếu khách và quả tú. Vậy nên trong tháng này quý vị cũng cần phải cân nhắc lại cái chi tiêu của mình. Đó, cân nhắc lại cái chi tiêu của mình và lên một kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh tình trạng lại thất thoát về tiền bạc do lưu niên điếu khách mang lại. Đó. Đó là vận trình 12 tháng của những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2023 năm Quý Mão. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái vận trình tử vi năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Canh Thìn trên từng phương diện của cuộc sống. Thì phương diện đầu tiên chúng ta xét đó là về sự nghiệp. Mặc dù trong năm nay quý vị chuẩn bị đã rất là tốt rồi, nhưng mà trong quá trình thực tế thì có thể bị xảy ra nhiều chuyện thử thách. Điều này sẽ gây ra cái tâm lý khó chịu và ức chế và cũng làm cho bạn mất tự tin. Do công việc bận rộn, quý vị sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là khó nói và có thể nói xấu hoặc là xúc phạm đến người khác. Điều này sẽ phá hỏng đến các mối quan hệ liên quan đến công việc và làm ảnh hưởng đến cái triển vọng sau này của quý vị. May mắn thay là trong năm nay thì bạn sẽ có những cơ hội tuyệt vời để nhận được sự giúp đỡ từ những người khác, có được quý nhân giúp đỡ, để mà giải quyết được những cái khó khăn của quý vị được phần nào. Và quý vị đặc biệt là phải lưu ý là trong năm nay thì quý vị làm ăn cần phải chính đáng và không được gian lận. Trong các mối quan hệ thì quý vị cũng cần phải nhận ra và tránh khỏi những cái kẻ tiểu nhân gây hại cho mình, gây hại đến cái sự phát triển của bản thân. Và quý vị phải hành xử một cách khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn và giữ cái mối quan hệ xã giao ngày một tốt đẹp. Đó là về vấn đề về công việc sự nghiệp. Vấn đề thứ hai chúng ta xét đó là vấn đề về tài chính. Thì cùng với công việc được thuận lợi thì tài lộc của những gia chủ tuổi Canh Thìn năm Mạng trong cái năm nay này được phất lên trông thấy. Dù là những người làm công ăn lương hay là làm kinh doanh
buôn bán cũng như là những người làm tự do thì đều có những cái nguồn thu rất là tốt. Quý vị có thể đa dạng hóa được những cái nguồn thu của mình, tiền bạc chi tiêu thì năm nay là khá dư giả. Trong năm nay thì quý vị cũng có xu hướng là tiêu pha khá là nhiều và liên tục mua sắm cho bản thân cũng như là gia đình. Vậy nên là gì, để tránh cái tình trạng thất thoát về tiền bạc thì quý vị cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi là đưa ra quyết định mua sắm, tránh mua về những cái đồ không cần thiết và mua xong mình lại không dùng đến đó. Vấn đề thứ ba chúng ta xét đó là về sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những gia chủ tuổi Canh Thìn trong năm nay thì không được khả quan cho lắm. Quý vị phải chịu nhiều cái áp lực của công việc cũng như là của cuộc sống. Vậy nên là gì, trong thời gian này thì cái hệ thống hô hấp cũng không được khỏe mạnh và bản mệnh dễ mắc phải những cái bệnh như là cảm cúm, thấp khớp hoặc là những cái bệnh thay đổi do cái thời tiết. Một số người thì sẽ gặp phải cái bệnh về bàng quang, về thận. Đấy. Ngoài ra thì trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ dễ bị mắc các bệnh nhẹ trong năm nay, chẳng hạn như là cảm lạnh, sốt và viêm đường tiêu hóa, đường hô hấp vân vân. Mặc dù các vấn đề này không nghiêm trọng nhưng quý vị vẫn có thể bị làm phiền quanh năm. Lý do chính là nằm ở cái việc là quý vị thiếu tập thể dục và công việc khá là bận rộn, dẫn đến là gì, việc mất ăn mất ngủ khiến cho cái cơ thể nó mất đi cái sức đề kháng, mất đi cái hệ miễn dịch, cái hệ miễn dịch nó sẽ kém. Vậy nên là trong năm nay quý vị cũng đừng quá tập trung vào công việc mà bỏ qua cái phần sức khỏe của mình. Đấy, quý vị hãy cân đối hài hòa giữa công việc và cái chăm sóc bản thân để có được một cái sức khỏe tốt cho cái công việc của mình. Bên cạnh đó thì quý vị hãy sắp xếp thời gian đi đình đền miếu phủ chùa chiền thường xuyên để giải tỏa cái áp lực trong cuộc sống cũng như là tạo ra được những cái năng lượng tốt để phục vụ cho cái công việc sau này. Đó là vấn đề về sức khỏe. Vấn đề thứ tư chúng ta xét đó là về tình cảm và gia đạo. Thì trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Canh Thìn có một năm là vận khí khá là cát lành. Với những người còn độc thân thì tình duyên sẽ được hanh thông thuận lợi một cách bất ngờ, nhân duyên kết lành tới đuôi dập dìu. Quý vị không phải lo cái cảnh cô đơn buồn tuổi, thậm chí là có thể đoán hỷ tín dồi dào và có cơ hội rất lớn về cái chuyện kết hôn trong năm 2023 năm Quý Mão này. Còn với những người đã kết hôn thì có thể đoán được nhiều cái niềm vui về con cái. Tuy nhiên là trong gia đạo lại có chút nhiều chuyện buồn về cái chuyện tang sự như tôi vừa nói ở trong cái tháng 4 âm lịch này. Vậy nên quý vị cần phải đề phòng nhé. Đó. Nên là quý vị cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và chuẩn bị tinh thần trước. Đó là toàn bộ cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.